Chào mừng mọi người đã quay lại với kênh của Quỳnh nha. Và mọi người ơi, hôm nay với Quỳnh đứng từ một cái hướng khác. Và đây là một cái lá phổi rất là lớn của cái khu nghỉ dưỡng đây. Họ làm một cái dãy nhà như một chiếc thuyền, rất là to luôn. Để họ bỏ gỗ khô, nó gọi là cây củi. Họ lấy từ những cành cây, họ chất, họ làm thành một cái miếng giống như miếng xốp vậy đó. Cả nhà thấy giống miếng xốp không? Mà nhìn xa xa này nó giống như một cái con tàu á. Thì bên dưới là họ lấy nước muối từ lòng đất nha cả nhà. Ở đây nó là cái vùng khoáng sản mà, bảo tồn khoáng sản mà, tự nhiên thiên nhiên, có bùn chữa bệnh và nó có muối chữa bệnh nữa. Muối này nó cũng không giống muối biển lắm, nó chắc độ mặn của nó ít hơn nhưng mà nó vẫn mặn. Thì họ lọc cái muối này họ đưa lên thành giống như một cái lá phổi, giống như miếng xốp này, để nó có thể nó đưa vào không khí và từ đó là có thể là mình đi ngang đây thì mình thở và mình chữa bệnh. Đi dạo một vòng cái này buổi tối á, hít thở, hít sâu và thở ra, hít thở để chữa bệnh đó cả nhà. Đó, đi dài, nãy giờ Quỳnh đi nó vẫn chưa hết cái dãy nhà của nó đó. Đó, Quỳnh đi một vòng cho mọi người coi. Và dưới này nó có nước muối này cả nhà, coi nước muối nó lọc nè. Đây, lấy nước muối lên cả nhà. Đây là những cái xốp nè cả nhà, nó giống như miếng xốp nhưng mà thật ra nó từ cành cây củi khô á, nó từng cây cành cây á cả nhà, nó, tất cả là từ thiên nhiên hết cả nhà. Hay không, đây là có băng ghế, ai đi ngang qua ngồi cũng được nè. Nguyên hai dãy hai bên đều là băng ghế và dọc bên kia là những cái dãy nhà của bé Quỳnh ở chỗ khu nghỉ dưỡng đó, vòng tròn này luôn. Bệnh nhân họ đi lại đó, họ đi lại để họ hít không khí á cả nhà. Đây nó giống như là mưa, nó nước nó chảy, nó giống như là mưa mưa lâm râm á cả nhà, giống như là mưa phùn á đó, mọi người thấy không, hay ha. Những cái khu mà nghỉ dưỡng ngay chỗ cái trung tâm bảo tồn khoáng sản nó có những cái để chữa bệnh hay lắm cả nhà. Mọi người thấy nước nó chảy ra giống như giọt sương đêm không? Đó, mọi người thấy bệnh nhân họ đã chống nạn, họ đi ở đây là khu nghỉ dưỡng cho những người bị về đau cuộc sống, thoát vị địa đệm hoặc là mổ chân, mổ tay và đầu gối, khớp xương đó. Ở đây họ cũng đo được độ loãng của xương cả nhà. Họ đo thử mình có bị loãng xương không, qua hôm qua Quỳnh cũng đi đo rồi. Cái đó thì mình tự trả, nó không có thuộc vô trong cái chỗ khu nghỉ dưỡng. Nó chỉ khám bệnh cho mình, nhưng mà những cái mà đặc biệt ngoài ra giống như là phụ thu á thì mình phải tự trả. Đó, trước nó có cái bảng. Trước này nó có cái bảng ghi nè, nó ghi bằng tiếng Đức. Hai bên là có những cái dãy nhà rất là đẹp luôn. Buổi tối ở đây họ lên đèn rất là đẹp. Đây là cái này là nó ghi là nước muối lấy từ lòng đất lên để chữa bệnh nè đó. John Spasser tức là nước muối, nước có muối để cho tốt cho phổi nè, tốt cho phổi và cái phổi và cái gì đó, cái phế quản của mình á đó. Đó nhìn nó làm rất là đẹp không, giống như con tàu ha. Đó, cả nhà coi nè. Quỳnh quay sơ cho mọi người coi. Buổi tối ở đây nó lung linh như vậy. Và Quỳnh đi dạo. Sau khi là ban ngày thì lịch kín mít luôn, lịch chữa bệnh kín mít luôn. Ban đêm Quỳnh có thời gian thì Quỳnh đi dạo một vòng và hít thở không khí muối. Muối nó giống như ở biển vậy đó. Và video tới đây là kết thúc rồi. Quỳnh muốn giới thiệu cho mọi người một cái chỗ họ làm một cái lá phổi từ thiên nhiên để cho bằng những người mà không được ở biển, không được ra biển thì vẫn có biển bên cạnh đây. Và bây giờ thì Quỳnh xin kết thúc video đây và cảm ơn mọi người luôn ủng hộ và đồng hành. Chúc mọi người nhiều sức khỏe, bình an và may mắn hạnh phúc nha. Xin chào tạm biệt và hẹn vào video clip sau. Bye bye cả nhà thân yêu.